người kênh Sức Khỏe Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về quả sung ở video hôm nay. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Quả sung, một trong những phương pháp dân gian được ưa chuộng từ lâu đời, áp dụng trong đời sống, trong các bài thuốc đông y nhằm hỗ trợ điều trị bệnh an toàn mà lại tiết kiệm chi phí. Quả sung tuy dễ kiếm, dễ dùng nhưng công dụng gồm những gì, cách sử dụng ra sao thì vẫn còn nhiều người mơ hồ chưa hiểu rõ. Cây sung, quả sung bình dị, gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ con người Việt Nam. Sung đi vào thơ ca, xuất hiện ở các mâm ngũ quả ngày Tết, là món ăn vặt yêu thích. Với y học cổ truyền, sung hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả từ bộ phận lá cho đến quả, trong đó lá sung còn dùng làm rau ăn. Quả sung giúp cải thiện và tăng cường chức năng hệ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, có tác dụng bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa huyết áp cao. Sung chứa lượng calo rất thấp, giàu chất xơ nên giúp giảm cân, chống béo phì, chống oxy hóa, làm đẹp da. Sung khô giúp ngăn ngừa ung thư, kiềm hãm sự tấn công của gốc tự do, giúp chất khỏe xương, phù hợp cho người ở giai đoạn mãn kinh, người cao tuổi. Bổ máu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, phù hợp cho phụ nữ sau sinh, hỗ trợ bài tiết sỏi thận, trị viêm họng, ngừa ho. Cách sử dụng quả sung hiệu quả, bài thuốc điều trị viêm họng và ho. Một vài quả sung khô đem tán thành bột mịn và ngập trực tiếp trong cổ họng khoảng 10 phút rồi xúc miệng. Bài thuốc trị viêm dạ dày, quả sung khô đem sao vàng và tán bột, mỗi lần chỉ sử dụng 6-9 gram bột uống cùng nước ấm. Bài thuốc trị viêm khớp, lấy một lượng sung tươi vừa đủ đem hầm với thịt lợn nạc ăn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các cách sử dụng của quả sung và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán quả sung tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhấn nút đăng ký kênh bên dưới màn